lý chua, trái lý chua. Tê thích ăn dâu tây mà. Đào. Ờ đúng rồi, anh đào. Đào đúng rồi. Đây. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Papa. Papa khoai tây chạy bộ. Khoai tây vẫy ba. Papa đó, papa chạy bộ. À, papa chạy bộ rồi. Papa chạy bộ rồi. Ông khoai tây cứng rồi, ông bột của vui. Mới sáng sớm luôn, ba khoai tây dậy sớm chạy bộ. Khoai tây mới ngủ dậy à, mà đòi ba liền. Cho nên là chờ ba chạy bộ xong rồi ba đo, ba ôm ha. Papa. Ừ. Ha, ba về. À, mới sáng sớm mới ngủ dậy luôn. Ba khoai tây dậy sớm lắm. Để chạy bộ. Rồi chạy bộ xong bắt đầu cái ba khoai tây cũng mới ngủ dậy. Khoai tây trộm giếng cái là ngủ ngon lắm. Dậy trễ cho nên là má khoai tây là không có phải dậy sớm thức khuya. Cũng được. Nuôi khoai tây là chỉ lo khoai tây ăn uống cho đủ thôi chứ còn ngủ nghe là giỏi lắm. À. Khoai tây, papa ôm khoai tây, mama đi làm đồ ăn sáng cho khoai tây nha. Và papa ôm, kêu papa, papa ôm. Mach ich Frühstück für Kartoffeln. Für dich auch, oder? Mach selber gleich. Okay. Muss überlegen, was ich essen will. Schön, schön, Kartoffeln sind auch diese Bombs Cake vom gestern zu essen. Ja, wenn sie will, kann sie essen. Okay, schau mal auf Kartoffeln. Und da. Joghurt in der Kühlschrank hat Kartoffeln, will sie nicht essen. Auch Sahne habe ich ein bisschen benutzt. Ja. Dann muss ich morgen Eis machen, weil die ist dann, die kann ich, wenn die angebrochen ist, muss man die benutzen, sonst ist die in ein paar Tagen schlecht. Hôm nay đi làm đồ ăn sáng cho khoai tây nha. Ơi, trời cha. Ngồi im á, chờ ba lấy xe lên. Đâu? Tao đâu, con lại đi bộ bị té. Khoai tây đi chơi hả? Đây khoai tây đi. Cầm tay má nè. À anh thật. Sao? Anh tỏ thì tỏ. Sì viên sì hai giờ mít ní mình. Hai giờ. Đi ra má chờ, chờ má này. Ba đi lên, ba lấy thỏ cho khoai tây. Ok. Ba lấy thỏ cho khoai tây xuống rồi, khoai tây đi bộ.
con gì vậy Khoai Tây? Ủa cái máy vậy? Ồ, em thỏ mà dơ là dơ thấy đây. Ừ. 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 Sao sạch? Anh thỏ dơ hay sạch? Này, nhìn anh thỏ dơ hay sạch nè. Thôi không có rờ vô dơ. Đây 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 đây, đi tiếp đi con. Kệ kệ. Đây. Ừ. À chó đó. Đúng rồi. Bỏ. Ừ. Khoai Tây dẫn thỏ đi bộ ha. Bỏ vô đầy vỏ mà bị rớt hả? Kệ, tính ra rồi má lấy lên cho. Không có bỏ vô đó được đâu, cái này nó nhỏ lắm mà cái rổ nó bự con à. Không có bỏ được đâu. Đưa đưa, bỏ vô túi quần đi, bỏ vô túi quần đi con. Ở đây có túi quần á. Đó, đó. Ừ, bỏ vô túi quần đi. Đúng rồi, bỏ vô túi quần. Ừ, đó, bỏ vô túi quần con, đó, dạy ghê. Rồi, để xe đi. Ba ba vô trước rồi, đi vô trước, đi vô với ba đó. Lấy xe vô với ba ba. Ba ba sao? À, ba ba đẩy. Dạ. Dạ. Ừ, con lấy anh thỏ đi. Ừ, con lấy anh thỏ này con ôm. Haben wir genug Wurst? Aber ich will sie kaufen. Ein bisschen wie die, keine Ahnung, gehen wir da, ha? Suche für Kartoffel. Für Kartoffel. Kartoffel. Ah. Papa, Papa, nimm. Was willst du denn? Sie, sie, wenn sie sie heiße Dinge sie lassen. Okay, bỏ vô đi con. Ừ, rồi. Đây, để anh thở đi. Ừ, đúng rồi. Đây. Đây mua cái này cho khoai tây nè. Về cho khoai tây ăn. Đổi món cho khoai tây. Hay tránh ra cho ông đi qua nè con. Ừ. Ừ, cá chiên giòn con bỏ vô đi. Bỏ vô giỏ của mình nè. Cho khoai tây ăn. Mua cho khoai tây. À, rồi bỏ vô đi. À, trời giống kem. Rồi con tay cầm đi, cầm bỏ vô giỏ mình. Má mua cái đó cho khoai tây nữa đó. Một cái gại với là một cái cá. Rồi khoai tây lấy đi. Chồm lên lấy. Đó, ừ đó. Rồi, bỏ vô giỏ của mình đi. So, ok, spice. Về đổi món cho khoai tây, đổi qua đổi lại cho khoai tây ăn. Rồi. Khoai tây. Cầm.
Linh một bịch thôi, trời cái kia đã nặng rồi, nó không nổi mà đèo bầm tới hai cái đi qua đây nữa. Hành tây. Tỏi. Tỏi nè, con là tỏi. Tỏi. Ừ. Salat. Salat. Was suchst du? Ich hoffe, das sind gleich zwei Riegel. Keine Ahnung. Okay, đây. Em mua thêm ít trái cây nữa rồi mình về con. Diese okay, aber das andere nicht gut. Hat Gott der Fanson genommen? Hat schon zwei genommen, glaube ich. Hat đây con lấy hai cái. Dạ ra. À, ăn nhưng mà con lấy hai cái rồi. Con mua rồi mà. Đây nè, khoai tây nè. Khoai tây ơi, bên này nè. Qua 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 má chỉ cho. Qua đây, qua đây. Qua đây má chỉ nè, cái này của ai nè. Khoai tây ơi. Qua má chỉ nè con. Đây nè. Con thấy không? Đây nè khoai tây, nhìn nè. Nhìn nè. Đây là cái gì đây? Đó, của khoai tây nè, đó. Thấy không? Ba lấy cho khoai tây rồi nè. Erbsen oder so. Brötchen. Haben wir noch diese? Dann das Brötchen? Ja. Wenn ich finde. Hm. Hôm nay có một cái khuyến mãi là một hộp đậu Hà Lan hay là một cái bánh mì miễn phí. Hôm nào ba cô thầy cũng lấy ra đây nè. Đó, của con nè. Đó. Thấy không? Đó, con lấy ra. Đó, lát nữa ba tính tiền rồi mình ăn nha. Đúng rồi, rồi mình đẩy xe đi. Ừ, đó thấy không, phải biết nghe lời gì đó, ba lấy rồi mà đòi thêm ha, quên ông bà cô chú à. Ừ. Ừ, đi đi qua kia mình mua trái cây xong rồi mình về nha con nha. À đúng rồi, em bé đó con. Ừ, em bé đi khơi tay đi. Đã được một hồi bịch bánh mì miễn phí nha. Ok, đây, đây. À, lý chua, trái lý chua. Mà mình không có mua cái đó đâu, mình mua dâu tây cho khoai tây nè. Khoai tây thích ăn dâu tây mà. À, đúng rồi, anh đào. Đúng rồi, đấy, dâu cho khoai tây. Ô, đó, đầy rồi, mình tới qua mình bỏ bên kia. Đầy rồi, mình bỏ qua bên kia, mình bỏ qua bên xe đẩy của mình nè. Đúng rồi, đầy rồi. Đó, bỏ lên xe đẩy, đúng rồi. Rồi, đẩy xe đi ra tính tiền con đi. Rồi, đi xe, đi ra tính tiền. Ba tính tiền. Ừ. Rồi. Rồi. À. Phụ ba hả? Bỏ đồ lên để tính tiền. Bỏ lên đi con, bỏ lên tính tiền. À. Này kìa, còn nữa kìa. Còn cái cuối cùng ra thôi tay à. Ừ, bỏ lên tính tiền luôn. Đây, đẩy xe ra. Đẩy xe ra. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại những video sau. À, cứu.